Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ nói về các vấn đề giao hàng Incoterm. Mình chỉ là người chia sẻ những kinh nghiệm mình biết, chứ mình không hiểu hết tất cả các kiến thức trong cái ngành này. Bởi vì kiến thức trong ngành này là vô cùng rộng lớn, cho nên là các anh chị trong ngành có thể bổ sung thêm nhé. Mấy ngày hôm nay thì có một số bạn nhắn tin yêu cầu Thắm chia sẻ cái cách để ghi nhớ được các điều khoản trong Incoterm lâu nhất và nhanh nhất. Thì làm sao để hiểu đúng về Incoterm này? Những chia sẻ này đơn giản là dựa vào những kinh nghiệm của Thắm, và Thắm sẽ chia sẻ đến các bạn cách mà Thắm đã làm như thế nào để nhớ điều khoản của Incoterm nha. Đầu tiên là bạn phải hiểu Incoterm là gì. Thì Incoterm chính là những điều kiện giao hàng để giúp đỡ người mua và người bán phân biệt được những trách nhiệm cũng như là những rủi ro về hàng hóa và chi phí trong quá trình vận chuyển. Và để nhớ các điều khoản của Incoterm lâu dài và nhanh nhất thì chúng ta hãy nhớ theo các bước sau. Bước thứ nhất là mình sẽ nhớ theo chiều xuất khẩu của hàng hóa, có nghĩa là từ xưởng, sau đó là xuất xưởng đi nước ngoài tính theo chiều xuất khẩu. Một lô hàng bình thường chúng ta sẽ phân ra làm 3 giai đoạn vận chuyển. Ví dụ cho bạn dễ hiểu là có một cái lô hàng ở thành phố Hồ Chí Minh mà muốn chuyển sang cảng của Houston của Mỹ, thì chúng ta sẽ chuyển trải qua 3 giai đoạn vận chuyển để hàng có thể đến được cảng Houston của Mỹ, hay thậm chí là về kho của cái người khách hàng ở bên Mỹ luôn. Giai đoạn vận chuyển thứ nhất là giai đoạn vận chuyển nội địa, nghĩa là từ kho hàng thành phố Hồ Chí Minh tới cảng. Ở đây nếu mà hàng đi đường biển thì sẽ đưa tới cảng Cát Lái. Giai đoạn vận chuyển thứ hai là từ cảng Cát Lái vận chuyển cho đến cảng Houston của Mỹ, còn gọi là giai đoạn vận chuyển quốc tế, và cũng là giai đoạn vận chuyển chính của lô hàng này. Và giai đoạn vận chuyển thứ ba đó là từ cảng Houston cho đến kho xưởng của người mua. Thì đây là ba giai đoạn vận chuyển chính của một cái lô hàng hóa mà bạn muốn vận chuyển đi ra nước ngoài. Và cách này chính là cách nhớ theo các giai đoạn vận chuyển. Và bước thứ hai là chúng ta sẽ nhớ các điều kiện giao hàng theo nhóm chữ cái EFCD. Đối với điều kiện giao hàng nhóm E, Export. Export nghĩa là giao hàng tại xưởng. Đây là điều kiện giao hàng đầu tiên, thì nó sẽ tương ứng với cái điểm hàng lấy đầu tiên là factory, là xưởng sản xuất của nhà xuất khẩu, nghĩa là người mua hàng phải đến xưởng của cái người đó để lấy hàng tận cái xưởng của cái người bán luôn. Rồi đối với điều kiện giao hàng nhóm F thì nó tương ứng với giai đoạn vận chuyển đầu tiên là giai đoạn vận chuyển nội địa, từ factory của người sản xuất vận chuyển cho đến cảng Cát Lái. Giai đoạn vận chuyển thứ nhất này gồm tất cả các điều kiện như FOB, FCA, FAS. Vậy bí quyết để nhớ khi cần đến nhóm F là thế nào? Hãy nhớ F là viết tắt của chữ free, nghĩa là không có trách nhiệm. Trong đó FCA, free carrier, là giao hàng cho người chuyên chở. Người bán chỉ bốc hàng lên phương tiện của người mua để gửi đến nhận hàng, sau đó là hết trách nhiệm. Còn FAS là free alongside, là giao hàng dọc mạn tàu, không giao hàng tại cơ sở sản xuất hay điểm trung chuyển như trên, mà người bán phải thuê phương tiện vận chuyển để đưa hàng xếp dọc theo mạn tàu. Và FOB là free on the road, giao hàng lên tàu, nghĩa là chịu trách nhiệm cẩu hàng lên tàu cho khách hàng của mình. Các bạn chỉ cần hai điểm quan trọng là trách nhiệm chuyên chở tăng dần FCA đến FAS rồi đến FOB, và chịu chi phí làm thủ tục xuất khẩu, nộp thuế và lệ phí xuất khẩu. Vậy là từ nhóm E, người bán chỉ cần giao hàng lên xe ở kho hàng thôi, còn người mua muốn làm sao thì làm. Còn đến từ nhóm F là đảm nhận luôn việc chuyên chở đến cảng và dỡ hàng cho người mua lên tàu mới hết trách nhiệm. Đối với điều kiện giao hàng nhóm C thì sao các bạn? Các bạn biết sao không? Nghĩa là nhóm C này nó bao gồm luôn cả giai đoạn vận chuyển thứ hai là giai đoạn vận chuyển quốc tế, từ cảng Cát Lái cho đến cảng Houston của Mỹ. Giai đoạn chuyển thứ hai này gồm tất cả các điều kiện như là CFA, CAF, CBT hay là CIB. CFA là Cost and Freight, tiền hàng và cước phí, là người bán phải chịu thêm chi phí chuyên chở đến cảng. Còn chi phí dỡ hàng do người mua chịu nếu có thỏa thuận. Còn CAF là viết tắt của Cost, Insurance and Freight, là tiền hàng, bảo hiểm và cước phí. Quá trình chuyên chở từ cảng mua đến cảng bán, chẳng may hàng hóa bị hỏng thì sao? Rõ ràng là cần phải mua bảo hiểm cho hàng rồi. Bí quyết để nhớ nhóm CAF với các nhóm khác là từ I, nghĩa là Insurance, có nghĩa là
bảo hiểm, CBT, Carrier, Paditu, cước phí trả tới. Ngoài trả phí vận chuyển đến cảng bán, thì ở ví dụ lúc nãy là cảng Houston, thì còn thêm cước phí vận chuyển từ cảng bán dỡ hàng hóa xuống và chuyển đến vị trí nhận hàng ở Mỹ do người bán chỉ định, nghĩa là chở về kho của người mua và trả phí giao cho tới nơi đó luôn. Còn CIB là viết tắt của từ Carrier and Insurance Back To, nghĩa là cước phí và bảo hiểm trả tới, bao gồm CBT và thêm bảo hiểm nữa nha. Như vậy thì trong nhóm C, chúng ta chỉ cần nhớ trách nhiệm làm thủ tục nhập khẩu, nộp thuế và lệ phí nhập khẩu thuộc về người mua. Trách nhiệm của người bán tăng dần CFA đến CAF đến CBT và đến CIB. CAF, CFA chỉ áp dụng phương tiện vận tải đường thủy. CBT, CIB áp dụng đường sắt, đường bộ, đường hàng không và cả vận tải đa phương thức. Đối với điều kiện giao hàng nhóm D thì nó sẽ thuộc vào giai đoạn vận chuyển thứ 3, nghĩa là từ cảng Houston cho đến kho của người mua. Nhóm D này gồm DAT, DAB, DDB. Trong đó DAT viết tắt của từ Direct at Terminal, giao hàng tại bến. Người bán chỉ chịu rủi ro đến khi hàng hóa được giao tới bến Houston. Còn DAB viết tắt của từ Delivered at Place, giao hàng tại nơi đến. Người bán chịu mọi rủi ro cho đến khi hàng đã được dỡ lên xe vận tải ở bên Houston và sẵn sàng đi đến kho của người mua. Còn DDB á, viết tắt của từ Delivered Dirty Bag, giao hàng đã thông quan nhập khẩu. Người bán chịu mọi rủi ro liên quan để đưa hàng đến kho của người mua, có nghĩa vụ thông quan nhập khẩu là lo trọn gói luôn đến cho cái kho của người mua. Các hiệu quả khác để nhớ những điều kiện giao hàng này đó là đặt mình vào vị trí của người xuất khẩu để mình có thể thấy được ý muốn, những cái rủi ro và những cái gì có ảnh hưởng đến những lợi ích cũng như là ví tiền của người xuất khẩu. Ví dụ đơn giản cho bạn dễ hiểu là giờ tôi có một món hàng, tôi muốn bán và tôi không muốn chịu bất kỳ trách nhiệm nào về cái lô hàng đó, từ xin giấy phép xuất khẩu đến thuê phương tiện, vận chuyển, thuê tàu, nghĩa là rất lười và không có chút trách nhiệm về thủ tục nào cả. Thì đó là điều kiện nhóm E. Nhóm giao nhận hàng tại xưởng, người mua sẽ đến tận xưởng, người bán để lấy hàng, lo mọi chi phí chuyên chở, thủ tục, lo trọn gói từ A đến Z luôn. Cho nên là khi nào mình muốn bán hàng và không muốn làm thủ tục thì hãy nhớ đến nhóm E. Một ví dụ khác nữa là Thắm có một cái mặt hàng là viên nén gỗ và Thắm muốn xuất khẩu mặt hàng đó đi Mỹ. Bây giờ khách hàng của Thắm nói với Thắm là anh muốn mua cái lô hàng này theo điều kiện giao hàng tận nơi, có nghĩa là mình sẽ phải trả tiền cước vận chuyển quốc tế từ xưởng sản xuất rồi chuyển đến cảng, sau đó làm các thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển từ cảng cho đến giao hàng tận kho của cái anh đó bên Mỹ luôn, và thêm cái phần bảo hiểm nữa cho cái lô hàng đó. Thì khi mà có cái phương thức mà bảo hiểm thì chúng ta hãy nhớ ngay đến nhóm C, vì chỉ có nhóm C mới có hai mục là CIF và CIB, viết tắt của cước phí và bảo hiểm trả tới thôi. Cho nên là khi các bạn đặt mình vào vị trí của nhà xuất khẩu, các bạn sẽ nhớ dễ hơn và lâu hơn. Thì tóm lại, các bạn cứ nhớ một lô hàng sẽ có 3 giai đoạn vận chuyển. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn vận chuyển nội địa trong nước của mình. Giai đoạn thứ hai là rời bến và giai đoạn vận chuyển quốc tế bằng đường biển hoặc là đường hàng không. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn vận chuyển nội địa ở đầu nước ngoài. Còn nhóm E là nhóm lấy hàng tại xưởng, nó không liên quan gì đến 3 cái giai đoạn vận chuyển kia. Thực tế thì học về Incoterm cũng rất là khó nếu chỉ học trên lý thuyết, vì Thắm đã làm hàng ngày rồi, giao dịch với nhiều khách hàng, cho nên là Thắm sẽ nhớ và dễ hiểu hơn, cũng như là có thể tư vấn được những dịch vụ phù hợp nhất cho khách hàng của mình. Chứ thực ra mới lúc đầu Thắm cũng như các bạn phải rất vất vả và tìm cách ghi nhớ những cái điều khoản của Incoterm thế này. Thì đây là trong một trong những cái cách để mà mình nhớ những cái điều khoản của Incoterm mà mình đã cố gắng chia sẻ để các bạn dễ hiểu nhất. Nếu có thắc mắc gì thì hãy liên hệ với Thắm để được tư vấn hết khả năng nhé. Hiện Thắm đang làm trong mảng logistics. Anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ với Thắm nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.